Nằm trong chương trình thăm hữu nghị Liên minh Phật giáo Lào ngày 12 tháng 12 năm 2022, đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam do Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn, cùng Chư tôn đức Thượng trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế, tỉnh Chăm Ba Sắc, Lào. Phát biểu tại buổi thăm, Hòa thượng Thích Phước Minh có lời chúc cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế và kiều bào công tác tốt, có cuộc sống ổn định, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Hòa thượng trưởng ban trì sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt của đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào chính là nền tảng vững chắc cho tình huynh đệ thấm thiết giữa Phật giáo hai nước mong muốn phật giáo tỉnh quảng nam và phật giáo các tỉnh của đất nước lào có chung đường biên giới với việt nam cần tăng cường hợp tác hữu nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực văn hóa hoàng pháp giáo dục phật giáo từ thiện xã hội để chăm lo cho cộng đồng nhằm đem lại đời sống an lạc hòa bình thịnh vượng cho nhân dân hai nước Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bắc Xế, Lào, đã thông tin cho đoàn một số nét nổi bật về đặc điểm địa lý, địa bàn tổng lãnh sự quán phụ trách, tình hình cộng đồng người Việt Nam tại bốn tỉnh Nam Lào, hoạt động sinh hoạt văn hóa tâm linh của bà con cộng đồng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tạo hỗ trợ điều kiện thuận lợi để phật giáo tại địa bàn phát triển hoạt động theo quy định của pháp luật hai nước góp phần gắn kết tôn giáo hai bên bên cạnh đó bà nguyễn thị ngọc hà mong rằng phật giáo việt nam nói chung và phật giáo tỉnh quảng nam nói riêng tiếp tục lãnh đạo điều hành hướng dẫn các tăng ni phật tử tham gia nhiều hoạt động thiết thực phong trào thi đua yêu nước công tác từ thiện xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đặc biệt đóng góp vào việc tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào Dịp này, đoàn ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam cũng đã đến thăm và cúng dường chùa Trang Nghiêm, tòa lạc tại xóm Tân An, thành phố Bắc Xế, tỉnh Trong Ba Sắc, nước Cộng Hòa, dân chủ nhân dân Lào. Chùa Trang Nghiêm là ngôi chùa Việt Nam thuộc hệ phái Bắc Tông, được thành lập vào năm 1938, đến năm 1972 được trùng kiến lại năm 2017, Thượng tọa Thích Phương Ngân, Phó ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, trụ trì chùa Trang Nghiêm đã phát tâm đại trùng tu lại ngôi chùa với sự quan tâm chỉ đạo của chư tôn Thiền Đức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sự phát tâm cúng dường của Phật tử, nhất là cộng đồng người Việt trên đất Lào, ngôi chùa chính thức được trùng tu và khánh thành vào ngày 14 tháng 10 năm 2022 rời chùa Trang Nghiêm, đoàn đi đến tham quan chùa núi Pau Sa Lâu, nơi có hàng trăm tượng Phật được thiếp vàng nằm trên đỉnh núi Sa Lâu. Đứng đây có thể ngắm toàn bộ thành phố Bắc Xế được con sông Mê Công bao bọc dưới ánh nắng hoàng hôn. Ngày 13 tháng 12 năm 2022, đoàn dân chân tham quan Thánh địa Phật giáo Đông Dương, Thạc in Hang. Thạc Yên Hang là tòa tháp linh thiêng cao 9 mét với lối kiến trúc và trang trí đẹp, độc đáo, tương truyền là nơi chôn cất xương của Đức Phật. Tháp do vua Maru Khanokone xây dựng vào thế kỷ 16 tại tỉnh Savannakhet, Lào. Tiếp đến, đoàn đến thăm và cúng dường hai ngôi chùa Việt, chùa Bảo Quang và chùa Diều Giác, tại thành phố Cây Sỏng, Phong Vi Hẳn, tỉnh Savannakhet. Thay mặt đoàn, Hòa Thượng Thích Đồng Nguyện, Phó trưởng ban trị sự kim trưởng ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Quảng Nam, đã phát biểu thăm hỏi Chư Tôn Đức đang hành đạo tại nước Lào tán dư tinh thần hoàng dương Phật Pháp tại các vùng đang khó khăn. Hòa thượng Pháo Ban cũng thăm hỏi bà con Phật tử người Việt đang sinh sống tại đây, đồng viên bà con hộ trì Phật Pháp để hình ảnh Phật giáo Việt Nam sống đồng hơn trên đất bạn. Tại mỗi điểm đến, Chư Tăng Ni và Phật tử bày tỏ sự hưng hoan khi được đoàn ghé thăm và báo cáo hoạt động Phật sự tại các chùa Việt Nam. Mong muốn trong thời gian tới, Chư Tôn Đức lãnh đạo, giáo hội, các cấp quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt còn hạn chế như nhân sự, hoàn pháp, giáo dục, từ thiện xã hội để Phật giáo Việt Nam tại đất nước Lào phát triển hơn nữa. Được biết, chùa Bảo Quang, bản Latana Lăng do Hội Phật giáo Việt Nam tại Lào quản lý được thành lập vào khoảng năm 1920 đây là ngôi chùa việt đầu tiên trên đất lào con chùa diều giác bản xây nha phong do nê sư thích nữ đàm luân trụ trì qua tháng năm phát triển các ngôi chùa trở thành điểm đến tâm linh cho bà con người việt xa xứ